hàng ngày khi xem các cái video, những cái tin tức về các cái vụ cháy như thế này thật sự rất là xót xa luôn ạ. Ngoài cái việc là cái cửa hàng bị cháy nó gây nó thiệt hại thì nó có nguy cơ ảnh hưởng tới những cái người dân sống ở xung quanh nữa. Ở trong video này mình có thể thấy là cái cửa hàng, những cái người dân ở bên cạnh đó, người ta sơ tán những cái tài sản ở trong nhà của người ta ra ngoài đường để mà họ sợ bị cháy lan, nó ảnh hưởng tới những cái tài sản của người ta. Mình rất là hy vọng mọi người sẽ có ý thức hơn trong cái việc là trang bị những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ để phòng cháy cho chính bản thân mình, cũng như là cho những cái tài sản của nhà mình, những cái an toàn cho những người sống ở trong nhà, cũng như là tránh ảnh hưởng sang những cái nhà hàng xóm khi mà có sự cố xảy ra. Mình biết có rất là nhiều nhà, rất là nhiều người họ bỏ ra rất là nhiều tiền để trang bị những cái đồ nội thất ở trong nhà, như là bàn ghế, giường tủ, những cái thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp rất là mắc tiền luôn. Có những bộ bàn ghế có giá trị hàng vài chục triệu luôn. Tuy nhiên khi mà tư vấn, khi mà một nhân viên bán hàng mà tư vấn để mua, để họ mua một cái bình chữa cháy thì rất là khó khăn, bởi vì họ nghĩ là những cái thiết bị đắt tiền trong những cái đồ nội thất trong nhà là mình mua để mình sở hữu, mình mua để mình sử dụng, và mình bỏ một số tiền lớn ra mình mua để mình được hưởng nó, mình được xài nó. Còn cái bình chữa cháy á thì bỏ ra vài trăm ngàn mua nó là biết bao giờ mới xài, có khi cả đời không xài. Vậy mua chi cho lãng phí, vậy không cần thiết phải mua. Chỉ khi nào tôi mở công ty, tôi mở cửa hàng kinh doanh và tôi bị công an phòng cháy cháy nhắc nhở mua thì tôi phải mua thôi, chứ thật tâm mình tôi cũng không muốn mua. Rất là nhiều người, rất nhiều người có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái bình chữa cháy nó nhỏ, nhưng khi có sự cố xảy ra là nó bảo vệ an toàn cho những cái tài sản của mình, nó bảo vệ an toàn cho những cái giường tủ bàn ghế, những cái đồ mà hàng chục triệu đó của mình, thậm chí nó bảo vệ an toàn cho tính mạng của mình, nó bảo vệ an toàn cho chính tính mạng của bản thân mình, và nó tránh ảnh hưởng sang những cái người họ sống xung quanh mình. Tức là ví dụ như mình tự làm, mình tự chịu thì không nói, mà người nó ảnh hưởng sang những người khác thì rất là tội nghiệp những cái người vô tội kia. Cho nên mọi người hãy cân nhắc và suy nghĩ về cái câu nói là phòng cháy hơn chữa cháy.